khán giả gần xa về thưởng thức chương trình nghệ thuật ngày hôm nay. Hoàng Thành và Thanh Tân xin được thay mặt cho các nghệ sĩ của nhà hát dân ca Con Hò Bắc Ninh trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khán giả gần xa lời chào, lời chúc của người con họ sức khỏe hạnh phúc, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Kính thưa quý vị, thực hiện nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người vì sự phát triển bền vững của đất nước, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về việc bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ Bắc Ninh gắn với phát triển du lịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân, cũng như để công trình nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trở thành điểm hẹn văn hóa của đông đảo khán giả, du khách trong và ngoài tỉnh. Ngày hôm nay thật vui mừng cho các nghệ sĩ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khán giả với chương trình nghệ thuật với chủ đề Chảy Hội Miền Quan Họ. Chương trình nghệ thuật gồm hai phần, phần 1 Tứ Hải Giao Tình, phần 2 Ca Cảnh Hội Liêm. Chỉ đạo nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị thực hiện nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, chỉ huy biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên, phó giám đốc nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, MC Văn Hành và Thanh Tân. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, niềm tự hào được sinh ra và lớn lên trên miền huyền thoại đất thi ca, với hình ảnh đất và người Bắc Ninh phản ánh trung thực một bức tranh toàn cảnh vừa sinh động lại vừa mang đậm bản sắc riêng trong bản sắc văn hiến kinh Bắc. Chúng tôi luôn tự hào về những làn điệu dân ca quan họ. Ai cũng biết rằng Bắc Ninh là nơi phát tích ra những làn điệu ấy, liền anh liền chị cũng được lớn dậy từ đây. Đương nhiên, ngoài những tuồng chèo, cải lương, chống cơm hay ả đào hát đúng hát dẻo ra, thì dân ca quan họ vẫn là chính luận nằm trong tổng thể sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Và mở đầu chương trình, xin mời toàn thể quý vị cùng hòa chung không khí ngày hội xuân vùng Kinh Bắc với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương, bài hát Chảy Hội Xuân. Và sau đó xin mời toàn thể quý vị cùng xây khẩu trầu của người quan họ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Vừa rồi quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khán giả đã đến với quê hương quan họ Bắc Ninh với ngày hội xuân thật là tấp nập và tấm lòng mến khách của người quan họ với khẩu hiệu cánh cửa. Vâng thưa quý vị, dân ca quan họ Bắc Ninh, một dòng dân ca ra đời và tồn tại hàng ngàn năm, bất chấp mọi biến thiên của trời đất, dòng dân ca ấy đã hội tụ được những đặc điểm riêng độc đáo mà vẫn mang âm hưởng hơi thở của cuộc sống đương đại. Và trong trang phục ứng xử của người quan họ cũng rất tinh tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một trong những câu hát rất đặc trưng của dân ca quan họ Bắc Ninh, thuộc giọng lề lối. Đó chính là câu hát "Hôm nay tứ hải giao tình" sẽ được thưởng thức qua hai giọng ca vàng của miền quê quan họ. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Luyến, nghệ sĩ Phương Bắc sẽ thể hiện theo lối cổ hát không nhạc đềm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
ơn cô bác đã dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Hồng Luyến và nghệ sĩ Phương Bắc qua bài hát vừa rồi. Kính thưa quý vị, nghệ thuật quan họ là nghệ thuật của cái đẹp và sự hoàn mỹ. Nói về quan họ thì không bao giờ có thể cạn lời, cạn ý. Ai đã chót nghe, chót nhìn thì chẳng thể không nhớ, không yêu. Mấy trăm năm nay đã luôn là khát khao, mong nhớ của tài tử giai nhân. Đến với chương trình, xin mời toàn thể quý vị cùng đến với câu hát quan họ cổ Con tôi trèo non lội suối, qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ Ngọc Huy và nghệ sĩ Đức Hải. Mời quý vị cùng thưởng thức.
xưa, những cô gái Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp xinh xắn, hát hay, mà còn nổi tiếng bởi phong cách giao tiếp duyên dáng dịu dàng, với chiếc khăn vuông, mỏ quả, nón bay cao, mớ ba, mớ bảy, cất lên những câu hát ngọt ngào, sâu lắng khi mỗi mùa về. Bởi vậy đã làm cho bao nhiêu du khách xa gần thật là sao xuyến, và trong đó thì có chắc nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ. Bởi vậy mà họ đã cho ra những tác phẩm thật hay về miền quê con họ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với tác phẩm múa Sắc Xuân, âm nhạc phát triển dân ca con họ Bắc Ninh, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Phan Đơn, biểu diễn Tốt Nam Nữ, xin được trân trọng gửi tới quý vị.
nền văn hóa dân tộc, dòng muốn yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những câu hát dân ca. Dân ca quan họ Bắc Ninh với những lời ca đằm thắm như mật ngọt, ánh mắt nồng nàn như men rượu làm đắm say lòng người, đã vượt lên tỏa sáng, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau đây xin mời thưa quý vị cùng đến với giọng ca ngọt ngào, tinh tế, giọng ca nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy sẽ gửi tới thưa quý vị câu hát Giang bao nhiêu tuổi, giang già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những câu ca ngọt ngào sâu lắng thấm đượm tình người, đó chính là dân ca con họ Bắc Ninh. Nghĩa người em bắt lên cân, bên vàng nặng chín bên âm nặng mười. Nghĩa người em để trong cơ, lắp vàng đầy làng đặt nơi buồn nằm. Mỗi lần 37 lần thăm, mỗi lần 37 lần thăm nghĩa người. Và trong dân ca quan họ, họ cũng luôn đề cao khiêm nhường và luôn luôn mong muốn bạn mình có một cuộc sống tốt đẹp, gắn bó, bền chặt, keo sơn. Đôi bên bác mẹ cùng già, lấy anh hai chữ để mà thể trông. Người như quê nở sân rồng, em như cành bích, cành hồng sánh đôi. Người như sáo vượt giữa rời, em như chấu sẩy, dám chơi đò nào. Và sau đây, quý vị sẽ thấy được cái tình cái nghĩa cũng như cái khiêm nhường của người con họ qua câu ca con họ lời cổ Đôi bên bác mẹ cùng già. Nghệ sĩ Tuấn Đệ và Thu Trang xin được trân trọng gửi tới quý vị. Oh,
Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phong cách mới, với sự kết hợp ăn ý, tinh tế đã tạo một tiếng vang lớn trong kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022. Và tiết mục đã đạt huy chương vàng với phong cách hát a cappella. Bằng sự kết hợp hòa trộn giữa các bài Bèo Sạt Mây Trôi, Cò Lả Trống Cơm qua phần thể hiện của các liền anh quan họ. Người đi xa có nhớ pam 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 pam
Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với vẻ đẹp dịu dàng, đảm đang của những cô gái miền quê Quan Họ qua cô gái Quan Họ Lệ Thổ, Năm Hiểu Bảy Lo. Các nghệ sĩ xin được trân trọng ca tiếp. Các cảnh Quan Họ Hội Liêm xin phép được bắt đầu.
sau hay làm kết trà. Này đứa con họ vẫn giữ truyền thống ấy là điều đáng quý. Cảm ơn cán bộ văn hóa đã nhắc lại truyền thống hay làng. Chúng em xin hát đôi câu trước làm gương tốt thôi, sau là để gắn kết nghĩa tình hai làng quan họ thấm mãi làm sao. Con đã
liền anh liền chị ơi. Trời ơi. Quan họ vui ca ngày hội, cứ lúng la lúng liếng nhìn nhau thì ngày ngày qua ngày khác chẳng dứt được. Dứt được. Liền chị làm duyên. Này, nghe để hát tình này. Con kiến mà đeo cảnh đao nó phải cảnh cổ với em sao đeo vào. Con kiến mà đeo cảnh đao nó phải cảnh cổ với em sao đeo vào đeo sao. Cổ tay tay đá trắng trắng là tròn. Để cho là cho ai bối mà mòn. Mòn một bên.
kính của người con họ đời đời hướng mối phụ thờ đức quần công. Dạ thưa cùng, đời ơn bảo mộng nào bồ đề ni đã có câu mở mang chùa Hồng Vân. Chúng cháu xin được ca ngợi giữ cho đời đời sau đời ạ. Được, được lắm, đưa con họ hãy cất câu ca. Đổi lính từ đó và trở thành
người vẫn quen gọi là hội liêm. Nay Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du tổ chức lễ hội liêm vào dịp 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Và chúng cháu đã bỏ đường ra. Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn cái gì đó kìa, nhìn 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 kìa, tao tỉnh hơn nhẹ mùi. Văn hóa